Kính chào quý vị. Bây giờ chúng tôi trở lại với phần 4 và câu hỏi là Tết của người Việt Nam ở nước ngoài, ở hải ngoại chúng ta ra sao đây? Thì về gia đình như thế nào, về cộng đồng ra sao và chúng ta có ý kiến gì để xây dựng cho ngày Tết của chúng ta tại Houston mình? Xin kính mời Hòa Thượng Thích Thượng Việt ạ. Cảm ơn mục sư Điều Hợp. Và kính thưa chư vị, tôi ngồi đây mà tôi nghe các ngài nói về Tết thì tôi cảm tưởng là tôi bước ra khỏi cửa là Tết ngay chỗ cửa rồi liền, nhưng mà lúc rồi thì nghe có lẽ là cũng không còn gì vui nữa, vì các ngài đem quá nhiều những cái cấm kỵ lời đạo đức trong kinh thánh, trong kinh Phật này kia ra, thì có vẻ cho mình ngồi yên thì tốt hơn là mình vui Tết. Nhưng quả thật Tết là một ngày rất là vui, vui trong điều hiền thiện. Rất là đồng ý với Linh Mục Trần Ngọc Hồng, tức là thay vì chúng ta kiêng cử cấm kỵ vậy coi như là một cái sự ràng buộc, thì chúng ta hãy nghĩ chúng ta làm tốt cho chồng, làm tốt cho vợ, vợ làm tốt cho chồng, cha mẹ làm tốt cho con cái làm tốt cho cha mẹ, bạn bè làm tốt với nhau, tất cả mọi người làm tốt với nhau, nở nụ cười với nhau, thì có lẽ là cái Tết đó nó vẻ là nó dễ chịu và chúng ta không còn thấy có gì cách trở về cái chuyện cấm kỵ điều này điều kia. Riêng về chùa Liên Hoa cũng như trong cộng đồng của chúng ta nói chung, những ngày Tết là những ngày vui như ngày hội. Và chúng tôi biết là chùa, nhà thờ, chưa riêng về các chùa tôi hiểu á, là trong năm có thể nói rằng ngày 3 ngày Tết đồng hương và Phật tử đi chùa nhiều hơn tất cả những cái lễ lạc lớn ở trong năm. Riêng chùa Liên Hoa phải nói là rất là đặc biệt năm nay, cái mùa xuân hy vọng. Do vậy qua làn sóng này và mục sư Điều Hợp cho chúng tôi được thông báo là ngày Tết tối giao thừa, ngày thứ tối thứ tư lúc 9 giờ tối để bắt đầu, mà 12 giờ đêm là đón giao thừa. Và 3 ngày Tết mở cửa từ 9 giờ sáng, 9 giờ tối. Và ngày 6, ngày 7, ngày 8 tháng 3 2015 là hội chợ xuân, và sẽ diễn ra trong cái hội trường lớn và mới của chùa Liên Hoa. Trân trọng kính mời và kính chúc tất cả quý ngài và quý vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường sẽ cầu như nguyện trong năm mới. Dạ, kính mời Linh Mục Trần Ngọc Hùng ạ. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, trong cuộc sống chúng ta là Tết có ảnh hưởng rất là nhiều, và đồng thời là chúng ta không những là chỉ có sự mà hiện diện vui chơi hoặc là cảm tạ trong nhà thờ, nhưng mà còn đối với gia đình, còn với xã hội. Riêng đối với cộng đoàn Holy Rosary, chúng tôi muốn là mọi người dành nhiều thời giờ cho gia đình trong khoảng thời gian mà những ngày Tết đặc biệt đó, nên là chúng tôi cũng vẫn có những thánh lễ, nhưng mà khi mà thánh lễ tạ ơn vào những ngày đầu năm, mà thật sự một cái sự mà vui chơi trong cộng đoàn với nhau, thì chúng tôi muốn dời lại một tuần sau đó. Lý do rằng là muốn tôn trọng và đồng thời khuyến khích mọi người là hãy dành thời giờ nhiều cho gia đình để mà chung sống với gia đình. Mà khi mà chúng tôi dời lại thì là chúng tôi thấy một điều ngạc nhiên, đó là các con em trong cộng đoàn chúng tôi rất là mừng vì không những là được hưởng cái lì xì ở nhà, nhưng mà nó được kéo dài cái Tết dài hơn bình thường. Và ngoài ra là cộng đoàn chúng tôi rất là nhỏ, tuy nhiên là có các em rất là tích cực, là mấy đứa nhỏ tụi nó cũng đều là muốn xung phong vào cái đội múa lân cả, mặc dù không không biết rành gì múa lân nhiều, nhưng mà mấy đứa nhỏ là rất là muốn múa lân thì chúng tôi cho tụi nó múa lân hết, hoặc là những em khác thì là muốn tập vũ để mà trình bày một điều nào đó cho những người xung quanh, để mà mang cái lại mà niềm vui, nụ cười, và nhất là ít ra khi mà lớn lên cũng cảm thấy à, ngày xưa mình làm cái điều gì tích cực, làm gì tốt cho cộng đoàn của mình, để mà bày tỏ cái sự mà quan tâm, sự mà cái tình trong cộng đoàn, tình trong gia đình. Nên là cái Tết chúng tôi làm trẻ hơn, nhưng mà với cái sự mà rất là vui tươi và có cái tình gia đình ở trong cộng đoàn. À, cảm ơn Linh Mục Trần Ngọc Hùng. Thưa mời dạ hiện tại Nha, cái kính chung thưa quý vị, để tiếp theo cái vấn đề nghĩa là những ngày vui trong ngày Tết, mình thích trả những cái gì mà là đem đến cho những điềm lành cho tất cả các nghĩa là người lớn cũng như trẻ em. Thì thật sự ra ở Việt Nam á thì nó có khác hơn ở ở ở hải ngoại này. Thì tôi sống ở hải ngoại này năm nay nó cũng tròn là 30 năm rồi. Thì thật sự ra thì tôi thấy những bởi vì cái vấn đề ở hải ngoại này mình ăn Tết mình vui vẻ, nó không 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 có nó không không có tròn vẹn như bằng ở Việt Nam.
Vì Việt Nam mình ăn tháng, có cái câu nói là tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè. Thành ra gì chỗ đó đó mà mình chơi thoải mái, tháng giêng mình chơi thoải mái, còn ở đây thì bị gì nữa. Thật sự ra bên đây mình ra mình sống ở đất nước của người ta thì mình phải theo tục lệ của người ta, mình phải nghĩa là lo đầu tắt mặt tối, mình phải lo nghĩa là chạy rồi mình trả bill trả bọng đồ này kia quá xa đi. Thành ra cái vấn đề ăn Tết nhất tôi thấy thật sự ra ở ăn Tết ở hải ngoại này không bằng ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì thật sự ra cái gì của Việt Nam thì nó tốt đẹp hơn. Mà mình xa quê hương, mà mình bỏ quê hương mình đi, mình nói ra những cái đó mình đau lòng lắm. Thật sự ra mình thấy cũng buồn tủi, nhưng mà mình cố gượng để vui, kêu bằng vui mà vui gượng kẻo là đó mà. Ai tiêm âm đó mẹ. Thành ra gì chỗ đó mà mình ở đây mình cố gắng mình cho mình vui để mình vui. Bởi vậy ở đây có những cái cộng đồng Tết để tổ chức những cái này cái kia, để cái đó để mà an ủi cho những người tha phương để sống trên đất khách quê người. Thì thành ra tôi thấy cái đó rất là đẹp đẽ và rất là đem lại sự thoải mái cho những người tị nạn như chúng ta ở đây. Thì thành ra đó tôi thấy nghĩa là tất cả cái hội đoàn này tôn giáo đồ này kia tổ chức những cái bữa lễ lọc đồ này kia để cho các tín đồ để đi đến đó để mà vui vẻ với bạn bè của mình, để cho nó bớt đi cái buồn nữa là trong một 365 ngày vừa qua. Thì tôi thấy như vậy thì mình ở đây mình cố gắng mình làm cho nó vui vẻ để mà tất cả con cháu mình sau này có cái sự an ủi và có sự nghĩa là phong tục của mình để mà không quên được cái nguồn gốc của Việt Nam. Cảm ơn hiện tại Hoàng Trung. Chúng tôi thì ý kiến của Hòa Thượng thì nói là nói về cái vấn đề đạo đức, nhưng mà thật sự ra thì chúng tôi Tết chúng tôi rất là vui. Chúng tôi đón giao thừa với lễ thờ Phượng Chúa và hội thánh nhóm lại, và mời tất cả mọi người, mời cộng đồng đến trong cái dịp đêm giao thừa. Chúng tôi không có đón vào nửa đêm, nhưng chúng tôi nhóm vào 7:30, và chúng tôi có cái tiệc ăn bánh trung thu, ăn bánh chưng và bán bánh tét. Rồi chúng tôi cũng ngày Tết đó, là ngày Chủ nhật, chúng tôi thờ Phượng Chúa, và chúng tôi cũng mong ước là quý thân hữu có thể đến tham dự với hội thánh chúng tôi trong cái kỳ những 3 ngày Tết, và chúng tôi nhóm lại thờ Phượng Chúa, và chúng tôi có những cái buổi ăn uống và vui vẻ trong cái chương trình Tết nữa. Đặc biệt nếu ai muốn để có thể nhớ quê hương và nhớ những ngày Tết ở quê nhà, chúng tôi cũng thể mời quý vị đến ngày với chúng tôi vào ngày Chủ nhật tháng 2 22 tây để đón mừng Tết. Chúng tôi về cái phương diện mà chúng ta đón mừng Tết thì chúng ta phải vui vẻ, và cái sự vui vẻ đó nó có sự tính chất xây dựng. Để tôi thấy có thể là nhiều cộng đồng mà nhiều chương trình Tết tôi thấy người ta gây quỹ nhiều hơn, người ta trong cái dịp vui đó người ta kiếm tiền. Nhưng mà đối với Hội Thánh Tin Lành chúng tôi không làm như vậy, và chúng tôi quyết tâm là xây dựng đời sống tâm linh con cái Chúa, và những người đến với chúng tôi sẽ có được cái giây phút thoải mái về vấn đề tâm linh và đời sống, làm thế nào để chúng ta sống một đời sống bình an, đời sống mà chúng ta có thể có thấy được ý nghĩa trong cái đời sống của mình, chứ không phải là chúng ta bị lôi cuốn vào cái vấn đề tài chánh hoặc cái tiền làm việc này việc kia. Chúng tôi không có làm vậy trong các chương trình Tết của chúng tôi, nhưng đây chúng tôi nói về cái vấn đề của tâm linh, vấn đề của đời sống, cái liên kết như Linh Mục Trần Ngọc Hùng vừa nói đó, cái sự liên kết của gia đình, cái sự gần gũi của anh em, tình yêu thương, sự chăm sóc lẫn nhau, chăm sóc và lưu tâm đến quê hương, quê nhà. Chúng tôi có cầu nguyện cho quê nhà. Thì đây là những cái chương trình Tết của Hội Thánh Thiên Ân chúng tôi tại đây trong nhiều năm qua đều như vậy. Và chúng tôi có rất là nhiều thân hữu người Việt Nam đã đến và cùng với chúng tôi để ăn Tết với chúng tôi, và rất là vui. Xin tôi mong là quý vị có thể đến với chúng tôi để có thể tìm thấy được cái ý nghĩa của đời sống chúng ta ở đất khách quê người, bây giờ cũng là quê hương của mình, thứ hai của mình nữa, nhưng mà
có ý nghĩa vô cùng với cái vấn đề tâm linh và đời sống mới, bước vào năm mới và chúng ta có những cái kỷ niệm rất là tốt cho đời sống của chúng ta. Tôi bây giờ thì chúng tôi đã hết giờ, rất là thì giờ có hạn nên chúng tôi xin chào quý khán thính giả và xin hiện tại Hoàng Trung có lời kết thúc trong vấn đề. Xin chào quý vị, để kết thúc cái chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nguyện, thứ nhất là nguyện trong cái tôn giáo của chúng tôi, khi mà xong xuôi cúng kiến đồ này kia xong xuôi, có năm cái cầu nguyện. Là cầu nguyện thứ nhất là nhất nguyện đại đạo hoằng khai, nhì nguyện phổ độ chúng sanh, tam nguyện xá tội đệ tử, tứ nguyện thiên hạ thái bình, ngũ nguyện thánh thất an ninh. Kính chào quý vị. Xin chào quý vị.